bạn bán kem cho tôi mà tôi trắng. Da tôi hơi bị lì đó bạn. Trời, thách ai cái thách tôi là hơi bị chết với tôi rồi nha. Mà bà thua tôi á là bà chịu cái gì nè? Xài sản phẩm của tôi trọn đời nha. Thách này là thách chơi thôi. Nhiều người thách em lắm rồi nhưng mà đều thua hết trơn rồi nha. Và video này dành cho những bà nào thách tôi trị da thâm đen chai sần lì khó trắng. Ok. Và đây là một cam kết từ đầu video luôn. Các bà chưa trắng tôi không nhận tiền và hoàn tiền luôn nếu các bạn không trắng. Với những dòng sản phẩm như là body collagen tươi của BC Cosmetics, vô cùng tự tin khi khảo sát khách hàng của mỹ phẩm VC, gần như là 97% khách hàng đã đổ về mua lại sản phẩm kem body collagen tươi của nhà BC Cosmetics trong vòng 1 tháng. Tất cả đều hài lòng về chất lượng, về độ nâng tông trắng sáng, thực sự lột xác với dòng sản phẩm kem body collagen tươi này. Ơi, các bạn hãy tự tin khi sử dụng sản phẩm kem body BC collagen tươi. Ngoài cái việc bỏ tiền ra thì các bạn sẽ không bị mất bất cứ thứ gì ngoài quyền lợi. Tiền trao đi thì vẻ đẹp sẽ được mang về nha mọi người. Kem body của nhà BC Cosmetics có một điều rất là đặc biệt là khi mà đánh lên nâng tông sáng rõ và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong sẽ giúp da trắng sáng, đem lại một mùi hương thơm quyến rũ. Mùi hương lưu giữ trên da là từ 8 đến 12 tiếng, không bị khô, không bị nhớt, không bị rít, và đặc biệt chống nắng cực kỳ tốt cho da trong những mùa hanh khô nắng cháy. Ngoài cái việc trắng da, nâng tông thì nó sẽ giúp da của mình được cấp ẩm và làm cho da của mình phục hồi rất là tốt. Ngày xưa chúng ta dùng kem body thì chúng ta hay mặc áo khoác, còn có nhiều bà vui tính lão là mặc áo mưa và bọc thêm cái màng thực phẩm quấn mùi. Trời ơi, thực sự tôi muốn xỉu luôn á. Không nha, body collagen tươi nhà tôi là không cần phải đi đâu hết á, có đầy đủ đồ ẩm để nuôi dưỡng da, để làm da được trắng, chống lại những tác nhân bên ngoài. Và tất cả những dòng sản phẩm mỹ phẩm BC đều có cam kết hết, rẻ nhất, hiệu quả nhất, sang nhất, đẹp nhất, và không đâu bảo hành bằng dòng sản phẩm của nhà BC Cosmetics. Và tất cả những dòng sản phẩm của BC Cosmetics đều có giấy công bố, giấy xét nghiệm và giấy của Bộ Y tế cấp phép cho lưu hành toàn quốc, được bảo hộ, có giấy công bố cấp phép của Bộ Y tế. Sản phẩm lại thơm, chất lượng lại còn rẻ nữa. Trời ơi, ở đâu mà có nhiều ưu đãi vậy? Chỉ có nhà tôi thôi nên các bạn đừng vội thách tôi nha. Trời ơi, ở đâu mà có nhiều ưu đãi, vừa là thơm trắng vừa là có đầy đủ giấy công bố của Bộ Y tế. Bà nào thách tôi thì để lại số điện thoại ngay nha.